hơn 30 năm rồi các bạn. Chúng ta cùng vào bên trong xem bánh cuốn ở đây như thế nào. Bụng bà ghé cháu có chợ ghé ăn luôn.
bạn nói bà bán rẻ mà ngon. Quen đến đây mua mang về.
lúc á bà nói nghệ sĩ là ai là hay lui đây tới giờ nhất là nghệ sĩ á. Cô ít có bán chiều tụi nó bán, cô ngồi chút rồi cô về. Mà lúc trước là bán mới nói là Kiều Mai Lý à. Chúng mấy ca sĩ cô không biết mà tụi này không biết. Không bao nhiêu ký nem luôn? Ngày 200 nem à. 200 giả thì mười mấy ký. Là ba loại luôn hả cô? Bán vậy là cũng mạnh lắm rồi đó. Cô chỉ con nè, cô đang chỗ khác mà chả lụa mà nó cắt cái lát bưng á. 400% luôn. Là bột phải không? Còn chả mà cắt nó hơi có cái tổ ong là chả ngon. Nó có thịt. Nó cũng pha bột nhưng mà gọi là nó có để nó giữ cái độ dẻo thôi.